Đây là cánh đồng cỏ nha. Mình có găng lưới rắn nè. Điểm đây. Găng lưới rắn này là 15 ngày rồi. Mà bây giờ là hiệu quả có nè. Đó. Rất là ok. Đây là bờ đê. Bờ đê tràm. Tôi cũng có găng lưới dài khoảng 10 mét dọc theo bờ đê. Không ngờ thấy hiệu quả. Nó nè. Nó rắn rất là to. Rồi, cầm. À. Nhưng mà mình rất là sợ rắn nha. Mình bắt rắn kiểu thủ công đi. Nè, để tôi lôi rắn ra. Nó nè. Nó quay nghe nó đó. Không. Lưỡi rừng thui nó hết rồi. Giờ tôi sẽ cắt dây lưới nè. Hiệu quả có công có ngày cũng được hưởng, chờ đợi nay là nửa tháng rồi còn con nữa. Mình rất là sợ rắn các bạn. Mình thấy chỗ này mình sợ quá. Thả xuống cái này. Ừ, thôi thôi. Còn luôn. Thành công.